Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong video này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể bật và sử dụng được LFC trên iPhone nhé. Thì cái tính năng LFC trên iPhone này hỗ trợ các cái dòng iPhone từ iPhone 7 trở lên nhé. Có nghĩa là iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, XS Max, 11, 12, 13, 14, 15 Pro Max nhé các bạn nhé. Đó, tức là từ iPhone 7 trở lên. Thì để bật và sử dụng được LFC trên iPhone thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì ở trên cái màn hình chính iPhone của chúng ta thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phím tắt nhé. Ví dụ ở đây của mình có cái ứng dụng phím tắt này rồi. Còn nếu mà các bạn nào mà chưa có đấy thì các bạn có thể vào trong cái thư viện ứng dụng và có cái mục tìm kiếm này thì các bạn sẽ gõ cho mình cái phím tắt. Đó, thì ở đây của mình có cái phần phím tắt đi nhá. Khi các bạn vào trong cái màn hình chính của phím tắt rồi thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần tự động hóa nhá. Mình sẽ chọn vào tự động hóa. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần tạo thư mục tự động hóa. Ở đây thì các bạn sẽ kéo lên, các bạn sẽ tìm đến cho mình cái dòng là LFC nhá. Mình sẽ chọn vào đây. Đó, sau đó thì khi các bạn nào mà cần thanh toán hoặc là các bạn cần chuyển cái dữ liệu đi thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là quét nhá. Thì đây nhá, ở đây thì mình đã đang quét đây rồi. Cho nên nếu mà các bạn nào muốn sử dụng LFC thì cái thiết bị kia cũng phải hỗ trợ cái chức năng LFC này nhá. Thì các bạn mới có thể chuyển được cái dữ liệu hoặc là quét thông tin được. Hoặc là các bạn có thể đi đâu các bạn thanh toán tiền bằng cái quét LFC này nhá. Và mình sẽ quay trở lại nhá. Mình sẽ hủy đi và mình sẽ quay trở lại này. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể bật và sử dụng được cái tính năng LFC ở trên iPhone. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.